những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự nga ukraine và thế giới trong 24 giờ qua kênh đào suez gián đoạn vì tàu dầu nga Tin báo anh nói nga kém trong kế hoạch xác định mục tiêu kế hoạch tiêu diệt hệ thống phòng không ukraine thất bại quân đội nga và ukraine giao tranh ác liệt ở khu vực svatovsky xe tăng ukraine tấn công nga ở bakhmut lính nga bỏ chạy khỏi tuyến phòng thủ quan trọng Phản công quá nhanh, Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến mới dọc chiến tuyến miền Đông Các tin tức thế giới đáng chú ý Nửa triệu người Ba Lan tuần hành ở Warsaw phản đối đảng cầm quyền Philippines nâng cảnh báo núi lửa Mayon lên mức khó kiểm soát Lợi đất ở Trung Quốc 19 người thiệt mạng Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây Quyên My xin được mến chào quý khán tính giả đang xem tin tức trên kênh HDD News Kênh đào Suez gián đoạn vì tàu dầu Nga. Kính thưa quý vị, tàu chở dầu trọng tải 82.000 tấn từ Nga sang Trung Quốc đã gặp sự cố khiến gián đoạn tạm thời kênh đào Suez quan trọng. Hôm ngày 4 tháng 6, đơn vị điều hành kênh đào Suez phát đi thông tin cho biết, giao thông trên tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới đã bị gián đoạn tạm thời do một sự cố đến từ tàu chở dầu. Anadolu đưa tin, cơ quan quản lý kênh đào Suez gọi tắt là SCA cho biết tàu chở dầu Seafigure treo cờ Mota dài 274m, rộng 48m, đã bị hỏng động cơ ở mốc 12km của kênh đào. Đây là tuyến đường một chiều nên đã gây ra sự ách tắc cho 8 con tàu phía sau. Chủ tịch SCA Đô đốc Osama Rapi cho biết con tàu này là một phần của đoàn tàu vận tải phía Bắc đi qua kênh đào từ địa Trung Hải đến Biển Đỏ phía SCA đã cử ba con tàu lai dắt tàu dầu gặp sự cố đến khu vực mốc 17 km của kênh đào ở quận Hai Làng và cho phép vận chuyển hàng hải trở lại bình thường. Ông Reby cho biết tàu chở dầu đang trên đường từ Nga đến Trung Quốc với trọng tải 82.000 tấn sẽ tiếp tục hành trình sau khi thủy thủ đoàn tự khắc phục sự cố. Tuyên bố nêu rõ, chính quyền Ai Cập đã có kinh nghiệm và phương tiện điều hướng cần thiết để xử lý các trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra một cách chuyên nghiệp. Đây là con tàu mới nhất gây ra sự gián đoạn trên kênh đào Suez. Vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, một con tàu treo cờ Hồng Kông, Trung Quốc cũng gây ra gián đoạn trên kênh đào trong một thời gian ngắn. Hồi đầu tháng 3 năm nay, một con tàu treo cờ Liberia mắc cạn ở phần hai làn đường. Cơ quan quản lý kênh đào Suez cũng nhanh chóng xử lý và đưa tuyến hàng hải trở lại bình thường. Tình báo Anh nói Nga kém trong kế hoạch xác định mục tiêu, kế hoạch tiêu diệt hệ thống phòng không Ukraine thất bại. Liên bang Nga phát động nhiều cuộc tấn công bằng UAV do Iran sản xuất nhằm làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine, nhưng quốc gia gây hấn khó có thể đạt được nhiều thành công trong việc này. Bộ Quốc phòng Anh cho biết điều này trong một bản cập nhật tình báo mới trên Twitter. Trong suốt tháng 5 năm 2023, Nga đã triển khai hơn 300 máy bay không người lái tấn công do Iran sản xuất nhằm vào Ukraine. Đây là đợt sử dụng hệ thống vũ khí này mạnh mẽ nhất cho đến nay. Tình báo Anh cho biết, Nga có thể phóng rất nhiều UAV nhằm buộc Ukraine phải khai hỏa kho tên lửa phòng không tiên tiến có giá trị. Nga dường như đã không thành công đáng kể, Ukraine đã vô hiệu hóa ít nhất 90% số UAV mà Nga đã phóng, chủ yếu sử dụng vũ khí phòng không cũ hơn và rẻ hơn của họ cùng với hệ thống gây nhiễu điện tử. Các chuyên gia nói thêm rằng, Nga có khả năng cũng đang cố gắng xác định vị trí và tấn công các lực lượng Ukraine ở phía sau chiến tuyến. Bộ này cho biết thêm, Nga vẫn rất kém hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu như vậy ở tầm xa do quy trình nhắm mục tiêu kém của nước này. Theo báo cáo của Eurofarm, Tình báo Anh trong bản cập nhật trước đó cho biết rằng ở Nga, sự đàn áp đang tiếp tục diễn ra đối với việc trưng bày công khai các màu xanh và vàng trên nền cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Điều này nhấn mạnh sự bất an trong giới chức nga. Quân đội Nga và Ukraine giao tranh ác liệt ở khu vực Svatotske. Bất chấp kháng cự quyết liệt của Ukraine, lực lượng nga vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đặt ra. Vào ngày 3 tháng 6, trang IVP thông tin, các trận chiến vẫn tiếp tục diễn ra ở khu vực Svartovsky, nơi quân đội Nga đang tích cực tiến về phía tay Voska, bất chấp sự kháng cự quyết liệt của lực lượng vũ trang Ukraine, Quân đội Nga vẫn tiếp tục thể hiện sự quyết tâm và sự kiên trì trong việc đạt được mục tiêu của mình. Gần đây, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào các vị trí của lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập thứ 92 thuộc lữ đoàn vũ trang Ukraine ở Novosilovsky, sau các cuộc đụng độ dữ dội, phía Nga tạm thời chiếm được một số ngôi nhà trong làng. Tuy nhiên, quân tiếp viện từ lực lượng vũ trang Ukraine nhanh chóng đến hỗ trợ. hỏa lực mạnh đã buộc quân đội Nga phải rút về vị trí ban đầu Kuzemovka. Đây là những thông tin được biên niên sử quân sự báo cáo. Trong khi đó, ở phía bắc Kuzemovka, các nhóm trinh sát Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể, để lực lượng Ukraine ra khỏi các vị trí gần đường sắt. Điều này cho phép phía Nga chiếm được một số điểm quan trọng. Trước những hành động này, lữ đoàn 92 của lực lượng vũ trang Ukraine đã cố gắng mở một cuộc phản công từ khu vực Berestovoy theo hướng Kuzemovka, nhưng cuộc tấn công của họ đã bị để lùi và buộc phải rút lui. Cho đến lúc này, đường liên lạc chính chạy dọc theo tuyến đường sắt và Kuzemovka vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Nga bằng việc kiểm soát được vị trí quan trọng về mặt chiến lược tại một khúc cua của tuyến đường sắt, lực lượng vũ trang đã bảo đảm một vị trí thuận lợi để tiến xa hơn về phía Novoselovsky. Cần phải lưu ý rằng cuộc tấn công vào Novoselovsky gặp những khó khăn đáng kể do các vị trí quân sự nằm trên những ngọn đồi. Trang IVP nhận định với địa hình này có thể một cuộc tấn công từ hai bên cánh sẽ được triển khai. Hôm ngày 4 tháng 6, Nga đã thực hiện một đợt tấn công khác nhằm vào các vị trí quân sự trên khắp Ukraine. Trang SF nhận định, làn sóng không kích mới này được thực hiện nhằm đáp trả những đợt pháo kích liên tiếp của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào khu vực biên giới Nga. Quan chức quân đội Ukraine đã xác nhận về những cuộc tấn công trong ngày 4 tháng 6. Cảnh báo không kích cũng đã vang lên ở nhiều khu vực. Xe tăng Ukraine tấn công Nga ở Bakhmut, lính Nga bỏ chạy khỏi tuyến phòng thủ quan trọng. Chỉ huy lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Zizky đã cho thấy cách các xe tăng Ukraine phá hủy các vị trí của Nga trong một cuộc tấn công ở khu vực Bakhmut. Tướng Zizky đã xuất bản video tương ứng trên kênh Telegram, báo cáo của Jerusalem. Ông viết rằng xe tăng của lữ đoàn tấn công riêng biệt thứ ba đã tiêu diệt quân Nga trong cuộc tấn công vào các vị trí của địch theo hướng Bắc Mút. Tướng Shensky nhấn mạnh rằng lực lượng phòng vệ đang làm việc, chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước, ông nói. Như Chukin đã đưa tin, vào ngày 4 tháng 6, tướng Shensky cho biết tình hình ở khu vực phía đông đang trở nên phức tạp hơn, nhưng lực lượng phòng vệ Ukraine đã có bước tiến ở một số khu vực của mặt trận. Trong khi đó, Prykosin thừa nhận vùng ngoại ô phía tây nam của Bakhmut đã bị quân đội Nga bỏ rơi và một lần nữa nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông ta nói rằng quân đội Ukraine có thể đã thiết lập các trạm quan sát ở đó. Phản công quá nhanh, Ukraine tuyên bố đạt được bước tiến mới dọc tuyến tuyến miền Đông. Người đứng đầu lực lượng lục quân Ukraine cho biết, Quân đội nước này đã giành được hai bước tiến nhỏ dọc tuyến đầu ở các tỉnh Donetsk và Luhansk. Ông Alexander Zinsky, tư lệnh lục quân Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã tiến thêm 400 mét đến gần thị trấn Svartov ở vùng Lugan. Svartov nằm dọc theo các tuyến đường tiếp tế quan trọng của Nga. Vì vậy, việc giành thị trấn này sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng. Theo ông Shensky, trong khi chiến tuyến hầu như im ắng trong nhiều tháng, thì giao tranh ở phía bắc Donetsk và một số khu vực của Lugansk diễn ra gần như suốt ngày đêm. Ông Shensky cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công mới ở vùng Luhansk và phần phía bắc của Donetsk sử dụng những binh sĩ được huấn luyện đặc biệt cho hoạt động tấn công. Trong khi quân tiếp viện đã mang lại lợi thế về số lượng cho lực lượng Nga, thì tính cơ động và nhanh nhẹn đã mang lại lợi thế cho Kiev trên chiến trường. Ông Shensky lưu ý, Quân chức này cho biết thêm, Ukraine đã thành công trong việc giành quyền kiểm soát một số lãnh thổ ở phía nam thành phố Bakhmut thuộc Donetsk, nơi diễn ra những cuộc giao tranh ác liệt nhất. Chuyển qua một số tin tức thế giới đáng chú ý khác: nửa triệu người Ba Lan tuần hành ở Warsaw phản đối đảng cầm quyền. Một cuộc tuần hành chống chính phủ khổng lồ đã diễn ra tại thủ đô Warsaw của Ba Lan vào chủ nhật khi nửa triệu người từ khắp đất nước tụ họp lại để phản đối các chính sách của chính phủ. France 24 đưa tin, những người thuộc phe đối lập, cựu Thủ tướng Donald Tusk, cựu Tổng thống Led Wesha đã có mặt trong cuộc biểu tình. Chính quyền địa phương Wesha ước tính rằng 50.000 người đã tham gia cuộc tuần hành do đảng đối lập lãnh đạo, mà trong đó có cả thị trưởng Wesha Rafael Staszewski. Tờ báo hiện không thể xác minh con số này. Những đám đông lớn đã tập trung tại Krakow, có nhiều người đến từ các thành phố khác trên khắp quốc gia 38 triệu dân này, bày tỏ sự thất vọng với một chính phủ mà những người chỉ trích cáo buộc vi phạm hiến pháp và làm xói mòn các quyền cơ bản ở Ba Lan, một quốc gia từ lâu được ca ngợi là hình mẫu của sự thay đổi hòa bình và dân chủ. Cựu Tổng thống Les Walesa, lãnh đạo phong trào đoàn kết, phong trào đã đóng vai trò lịch sử trong việc lật đổ chủ nghĩa Cộng sản ở Ba Lan những năm cuối thế kỷ trước nhưng trên sân khấu bên cạnh là lãnh đạo đảng cương lĩnh công dân đối lập cựu thủ tướng ba lan donald tusk đám đông người biểu tình ủng hộ hai người này những người bị chê bai bởi đảng cầm quyền đảng luật pháp và công lý do ông jaroslaw kaczynski lãnh đạo được thấy đôi khi hô vang dân chủ và hiến pháp ông tusk đã kêu gọi người ba lan sát cánh cùng ông vì tương lai của quốc gia một thông điệp gây tiếng vang để ủng hộ cho Jared Tusinski, 49 tuổi, người đã tập hợp cùng vợ và hai con nhỏ, một tấm biển thủ công có nội dung: "Tôi không thể từ bỏ tự do" được gắn vào xe đẩy em bé của họ. Ông Tusinski cho biết, ông lo lắng về sự quay trở lại ngày càng nhiều của một hệ thống độc tài tương tự như những gì ông nhớ về thời thơ ấu của mình. Ông nói: "Chúng tôi muốn một đất nước tự do cho con cái chúng tôi." Những người ủng hộ cuộc tuần hành đã cảnh báo rằng Cuộc bầu cử có thể là cơ hội cuối cùng của quốc gia để ngăn chặn sự sỏi mồn nền dân chủ dưới thời đảng cầm quyền. Luật pháp và công lý Trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng rằng cuộc bầu cử mùa thu có thể không công bằng. Theo BBC báo cáo, một điểm mà cuộc biểu tình phản đối là vì lo ngại một dự luật mà nếu thông qua sẽ làm sỏi mồn giá trị của nền dân chủ của đất nước này. Philippines nâng cảnh báo núi lửa Mayon lên mức khó kiểm soát. Vào ngày 6 tháng 5, cơ quan chức năng Philippines đã nâng cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay, miền trung nước này lên mức số 2, mức khó kiểm soát. Vì núi lửa và địa chấn học Philippines cho biết mức cảnh báo số 2 có nghĩa là núi lửa Mayon đang thể hiện tình trạng bất ổn ngày càng tăng, có thể xuất hiện các đợt phun trào hơi nước nóng và phun trào bắp ma lớn nguy hiểm. Theo quan sát của Freebox, từ cuối tháng 4 năm 2023 đã có sự gia tăng hiện tượng đá rơi từ máy vòm dung nham trên đỉnh núi lửa Mayon. Kể từ tháng 4 đến nay đã ghi nhận 318 vụ đá rơi và 26 vụ động đất núi lửa. Từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 6, số vụ đá rơi tăng từ 5 vụ trên ngày lên 49 vụ trên ngày. Vòng dung nham của núi lửa Mayon có sự thay đổi về hình thái với xu hướng phình to. Việc nâng mức cảnh báo diễn ra gần 3 tháng sau khi Freebox hạ cấp trạng thái của núi lửa Mayon xuống mức cảnh báo mức số 1, mức có dấu hiệu bất ổn. Phivox đã yêu cầu người dân cảnh giác không đi vào khu vực nguy hiểm có bán kính 6 km quanh núi lửa Mayon để đề phòng núi lửa bất ngờ phun trào, gây lở đất đá và cho bụi nóng. Trường hợp cho bụi núi lửa rơi xuống, người dân được yêu cầu che mũ bằng khăn ẩm hoặc dùng mặt nạ chống bụi nhà chức trách Philippines cũng yêu cầu các phi công tránh đưa máy bay bay gần núi Mayon vì các vụ phun trào đột ngột có thể gây mất an toàn hàng không. Núi Mayon cao 2.464m, thuộc tỉnh Opay, nằm trên đảo Luzon, cách thủ đô Manila 300km về phía đông nam, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động thường xuyên và mạnh nhất ở Philippines. Đây cũng là một điểm đến du lịch được ưa thích tại Philippines. Làng phun trào dữ dội nhất của núi lửa Mayon là vào năm 1814 đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.200 người và vùi lấp ba thị trấn. Lần gần đây nhất núi lửa Mayon phun trào là năm 2018. Lỡ đất ở Trung Quốc, 19 người thiệt mạng Tổng cộng có 19 người đã thiệt mạng sau một trận lỡ đất xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, rạng sáng nay, ngày 4 tháng 6. Trang tin Sina dẫn thông cáo từ Ban tuyên giáo huyện ủy Kim Khẩu Hà thuộc thành phố Lạc Sơn, Trung Quốc, cho hay một vụ lỡ đất đã xảy ra ở khu mỏ trong một lâm trường thuộc địa phận thôn Vịnh Thắng lúc 6 giờ sáng nay giờ Bắc Kinh. Thông cáo viết, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại đã nhanh chóng lập các tổ cứu nạn với tổng cộng 180 người cùng 14 phương tiện cứu hộ tham gia vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn tới 20 giờ tối nay giờ Bắc Kinh, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 19 người bị vùi lấp trong đất đá. Những thợ mỏi khác hiện đã được sơ tán tới nơi an toàn. Trước mắt, công tác cứu hộ đã kết thúc, trong khi các cuộc điều tra nguyên nhân gây ra vụ lở đất vẫn được tiếp tục. Theo thông tin được trang Sina công bố, thành phố Lạc Sơn và một số khu vực lân cận những ngày gần đây đã hứng chịu mưa lớn kéo dài. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại cho phần bình luận hoặc gửi qua hồng thư htdnews.ptva.gmail.com Một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin kế tiếp.